nhân sinh hoan hỷ muốn cho hoan hỷ phát sinh làm cho tâm trí tình minh an lành niệm ơn đức phật thực hành tâm hoan hỷ đức thiện lành vô biên niệm ơn giáo pháp hoàn truyền tâm hoan hỷ pháp diệu huyền sâu xa niệm ơn thánh đức tăng xà tâm hoan hỷ hành thật thà chánh chân thọ trì niệm xới chuyên cần tâm hoan hỷ với xới phần tịnh thanh mở lòng bố thí làm lành tâm hoan hỷ với phước lành ly tham niệm thiên đức hạnh đã làm tâm hoan hỷ hạnh thiện lành trong ta niết bàn thanh tịnh cũng là ly tham tượng niệm để mà an vui tránh người lỗ mãn hận sân gần người hòa nhã, thêm phần hỷ an. Học điều sách tấn truyền ban, sinh tâm hoan hỷ, chứa trang tịnh lành. Nhẹ nhàng hoan hỷ thực hành, công phu thiền tập, định sanh dần dần. Tuệ tri sự thật từng phần, niết bàn chứng ngộ, thoát trần vô sinh. Nhân sinh tinh tấn muốn cho tinh tấn khởi lên phải luôn gấp rút vững bền tu tâm xét suy đỏ xứ lỗi lầm để mà kinh cảm tu tâm chẳng nhàm xét suy nghiệp thiện cần làm phước lành phải gắn thực hành tạo ra xét suy phật hạnh bao la khổ công tu luyện để mà độ sinh xét suy thí chủ vì mình sẽ chia cúng thí tận tình công lao xét suy sáu pháp truyền trao khó khăn mới gặp lẽ nào không tin xét suy bổn phận giữ gìn truyền trì sáu pháp đến nghìn đời sau xét suy giải đại bỏ mau tránh xa kẻ biến nên gần người siêng chánh cần bốn pháp học liền quyết tâm tinh tấn hành thiền tu tâm nhân sinh tuệ muốn có trí tuệ sâu xa thường xuyên tham vấn để mà đổi trao hỏi thưa những pháp thâm cao nhờ người giải đáp truyền trao giúp mình trong ngoài thanh tịnh tâm minh năm căn quyền phải quân bình tự nhiên gần người trí tuệ thiện hiền không nên thân cận những người vô tri ôm sâu kiến thức thọ trì quyết tâm tu tập tuệ thì sẽ tăng nhân sinh nhẹ nhàng muốn tâm thư thái khinh an thực hành theo pháp nhẹ nhàng thảnh thơi thức ăn phù hợp đúng thời không nhiều không ít nghỉ ngơi nhẹ nhàng không gian thoáng mát dịu dàng không lạnh nóng quá nhẹ nhàng khinh an thân tâm không quá rộn ràng an nhiên thoải mái nhẹ nhàng thân tâm thực hành trung đạo vừa tầm không mạnh yếu quá thân tâm nhẹ nhàng tránh xa người thích lăng xăng gần người an tịnh thì hằng khinh an xử tâm thư giãn nhẹ nhàng khắc trừ thái quá rộn ràng khởi lên công phu thiền tập vững bền thảnh thơi tu tập tạo nên niết bàn nhân sinh xả không yêu không ghét hữu tình xử tâm hành xả trung bình thản nhiên vô tư tâm trạng hiện tiền công quan trọng quá an nhiên các hành tránh người tâm biến đổi nhanh sợn hờn yêu ghét dễ sinh muộn phiền gần người tâm trạng an nhiên không yêu không ghét muộn phiền không sinh công phu thiền tập trung bình không nên thái quá tâm tình tự nhiên đó là trung đạo hiện tiền con đường giải thoát nạo phiền trong tâm nhân sinh định tịnh muốn tâm định tĩnh phát sinh khéo dùng thiện xảo tâm linh đúng thời vệ sinh thân thể tình thanh trong ngoài sạch sẽ dễ hành định tâm khéo làm cho định tướng sinh sử sinh định tướng tâm minh tình lành khéo quân bình được năm căn căn quyền ổn định dễ hành định sâu khi tâm mạnh mẽ quá lâu chế tâm đúng lúc lắng sâu nhẹ nhàng khi tâm trì trệ lơ là khởi lên tinh tấn để mà nâng lên khi tâm chán nản không bền tự mình khích lệ khởi lên chuyên cần khi tâm vừa phải đúng phần không tăng không giảm thì cần thản nhiên xa người hiếu động liên huyên gần người định tĩnh tâm liền tịnh thanh Nhất tâm tập định viên thành Muốn tu giải thoát Nên hành định tâm Nhân sinh chết Cái chết có bốn nguyên nhân Tử sinh là lẽ không phân trẻ già Một là nghiệp trước tạo ra Đến khi nghiệp hết Trẻ gì cũng đi Hai là tuổi thọ đến kỳ Dù còn nghiệp vẫn phải đi đổi đời. Ba là nghiệp tuổi đến thời. Cả hai cùng hết. Phải rời nhân gian. Bốn là cuộc sống bất an. Hòa tai ập đến. Các ngang mạng lành. Bốn nhân cái chết tạo thành. Mấy ai thoát khỏi tự sanh vô thường. Thân này đâu có cụ trường. Sống thì phải biết chọn đường mà đi chết rồi không thể mang gì gia tài quyến thuộc không đi theo mình nghiệp lành nghiệp ác bình sinh tạo rồi nó sẽ theo mình mà thôi sống thì phải biết phung bồi tu tâm tạo phước để rồi mang theo nhân quả sát sinh từ bỏ mau mau nhân này cho quả khổ đau đỏ đầy Đồ sinh phước lớn sâu dày Nhân này cho quả nhiều ngày lạc an Sang tham trầm cấp dối sang Nhân này cho quả nát tan xa tài Xả tâm bố thí rộng dài Nhân này cho quả tương lai sang giàu Tà dâm chìm đắm ngục sâu Đời này đời khác cổ sầu bi ai xa lìa tham dục sắc tài đời này đời khác không ai ghét mình dối sang lừa gạt hữu tình niềm tin mất hết mình thành tiện nhân nói lời đúng đắn thật chân người người tin tưởng đức ân thiện lành say xưa mất hết thanh danh mọi người chê trách trở thành ngu si bạn bè bất thiện tránh đi gần người tri thức được thì thanh cao không tin pháp phật truyền trao nói lời phỉ bán thì vào ngục sâu kính tin phật pháp nhiệm màu thọ trì sáu pháp phước sâu hại hà hận sân tội ác tạo ra chết vào địa ngục thật là khổ đau từ bi mở rộng trước sau thương người thương lại cùng nhau an lành nhỏ nhoi ghen ghét cạnh tranh Hại người, người hại trở thành oan xa Hân hoan lợi ích người ta Vui người, vui lại thành ra trí tình Làm gì có lợi cho mình Hại cho người khác là sinh lỗi lầm An vui sầu khổ do tâm Thiện lành cho quả Từ tâm thiện lành Nhân duyên Nhân duyên các pháp có nhân duyên Mọi thứ trên đời chẳng ngẫu nhiên Vật chất, tinh thần này cũng vậy Vui buồn, sướng khổ, có nhân duyên Khổ vui, vinh nhục, do mình tạo Duyên trần vô số, tợ trời sao Chiến tranh, dịch bệnh với thiên tai Ác duyên tích tụ đã lâu ngày Mưa thuận, gió hòa, thiên thế lợi Duyên lành, tụ hội, lại vần xoay Thiện ác xưa nay là cõi gốc Xeo nhân tốt xấu tự mình hay Bởi vậy có nhân thì có quả Nhân duyên quả báo đã phơi bày